Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Tony. Hôm nay mình sẽ đi rank C4. Đấy, về cái tranh thủ làm clip cho anh em xem luôn. Đấy, làm lại cái set súng AVKM của nó đi này. Không biết là có thành clip không? Ôi trời ơi. Vai đái TMP xông lên này. Ăn cất rồi. Bố này lại cầm TMP rồi. TMP óc chó này. Đi rank kết nhất là mấy cái người mà mấy người nào mà cầm TMP óc chó này. Hỏng hết những cái trận đấu hay. Ở bên kia, ở bên team địch hình như có. Úi, này chết đi TMP óc chó. Đấy, nhớ anh em bảo mình là không nên nói TMP óc chó này nọ thế kia. Bởi vì sẽ mất fan rồi ninh tinh các thứ. Thì mình cũng nói thẳng luôn. Dùng súng óc chó vào rank ý thì mình cứ gặt là mình chửi. Ấy, mình không chửi người mà. Mình không chửi địch mà mình chửi súng. Mình chửi TMP óc chó mà, chứ mình có chửi bọn cầm TMP óc chó này nọ gì đâu. Hồi xưa mình cũng có dùng TMP, nhưng mà chỉ khi nào mà làm clip riêng về khẩu đấy, hoặc là có những team nào mà sử dụng TMP thì mình mới nuôi TMP ra dùng thôi. Còn bây giờ thì mình từ lâu lắm rồi, mình đã cho cái khẩu đấy vào trong kho đồ rồi, đóng băng trong kho đồ rồi. Mỗi tội là không xóa được thôi. Chứ còn nếu mà xóa được thì mình đã xóa lâu rồi. Rồi kệ cha đi. TMP đáng lẽ này, đáng lẽ phải tạo ra một cái server riêng dành cho TMP và hack. Đấy, hack sẽ gặp TMP cho hai bên chọn nhau cho sấp mặt chết đi. Đấy, còn cái không gian còn lại thì nên dành cho những anh em bắn súng bình thường. Kể cả súng VIP hay súng gì thì mặc kệ người ta. Mà cứ TMP hay hack là phải cho gặp nhau. Đấy, cứ hack là phải cho gặp TMP, nó mới hoành tá trang, nó mới hợp đội. Có những bạn mà dùng TMP thế xong rồi nhắn tin bảo mình như thế này như thế nọ thì cứ thoải mái đi, các bạn cứ dùng thoải mái đi. Có ai cấm bạn đâu, không ai cấm cả. Còn đấy là riêng về cái ý kiến của mình. Cứ gặp TMP là mình chửi. Một cái súng óc chó là mất cân bằng game. Nhưng ai là fan của mình mà xem clip này thấy mình chửi TMP óc chó thì mọi người thông cảm. Nếu mà không thích thì mọi người có thể bỏ sub đi, bỏ theo dõi kênh của mình đi. Mình thì mình tính thẳng mà, chứ không phải ngại cái gì cả. Nói thì nói thẳng luôn. Súng gì là mất cân bằng game. Nói chung là có hại cho mọi người. Có là bất lợi cho mọi người. Là bất lợi cho số đôi anh em ấy thì mình nói thôi. Tất cả mình không dùng TMP nhá. Từ lâu lắm rồi mình đã không dùng TMP rồi. Còn những ai dùng thì mặc kệ người ta. Việc mình thì mình dùng. Các bạn có thì các bạn cứ dùng thoải mái đi. Đấy, còn đi đâu mà bị chửi TMP ốc chó thì mình cũng chịu. Đây là việc của các bạn. Còn mình gặp thì mình cứ chửi thôi. Mình cứ dùng phang, mình cứ cầm nỏ ra mà phang. Này, vào đây. Hai em chết rồi. Ui, móc này, móc sau này. Cái số người mà sở hữu TMP ốc chó thì nói chung có người ta sở hữu nhưng mà người ta không dùng. Còn nếu mà có những anh em nào hoặc người nào ấy mà bóc phốt mình hoặc những thằng nào mà chửi mình vào kênh của mình mà chửi, cái chuyện ấy chuyện rất là đơn giản. Phốt thì hàng ngày đều có mà. Xong rồi lại từ cái chuyện mà Tony không gánh được team rồi các thứ, cái chuyện đấy rất là linh tinh vớ vẩn. Toàn những cái thằng trẻ trâu nó đăng lên mạng là bóc phốt. Mấy thằng đấy mình không quan tâm bởi vì mình đã bỏ theo dõi mấy cái trang group mà tất cả mình bỏ theo dõi hết rồi. Còn những ai mà vào kênh của mình ý thì rất là nhẹ nhàng. Một cái click là bị khóa mọ ngay. Tại vì mình cũng không muốn nói cái vấn đề này đâu. Nhưng mà hôm qua mình có đăng một cái clip TMP. Mình bảo TMP óc lợn, TMP óc chó. Thế cũng có một số thôi. Chứ một số chỉ có 1-2 thành phần thôi. Chứ không phải là toàn thể anh em đâu. Nó vào nó comment cũng không hay. Mình cũng có đọc được. Nhưng mà chỉ cần tầm 1 giây thôi, 1-2 giây là mình khóa mọ nó ngay được rồi. Bê đi anh em ấy. Bê đi nào. Bò đi. Trong này có không ta? Không có. Mới ở bên kia đang nói cái gì thế kia. Bắn hình này anh em ơi. Gặp TMP thì cứ cầm nỏ mà phang. Hiếu cho người ta làm clip chứ. Cạn lời. Mày chết đi này. Một con lợn đã ra đi rồi. Nhảy sang này phát xem nào. Cố lên. Cố gắng trận này mà thắng được TMP thì ngon này. Nãy vào hai phát đầu bị TMP nó bắn cho vỡ mồm rồi. Thôi bỏ mẹ nó nhìn thấy mình rồi, chạy. Ui dồi ôi, tôi còn tí máu này, không chạy kịp rồi. Không biết có kịp không, 10 giây này. Ra đây, ôi.
Ui người rồi. Kịp kịp kịp, vẫn kịp gỡ bom. Không sao, cố lên, cố lên. Cố lên anh em ơi, cố lên. Sang ra đầu thứ 3. Đấy, bên kia đang có vẻ cười nhạo mình đấy. Kia bố Ahato chạy à? Nãy thấy kêu ở bên ngoài kéo chuỗi mà. Chạy à, thích trêu người cho tuột chuỗi luôn. Kể cả cùng clan. Thích trêu người. Vào đây, vào đây cưng ơi. Đi. Này thì mày chết đi này, một em chết rồi. Nãy thằng này cầm TMP à? Giờ bỏ TMP ra cầm M451 default à? Đấy. Bình thường thì không sao, cứ gặp thằng nào mà cái kiểu chat này, xong còn cái có cái kiểu khiêu khích nhá. Thì thôi, mình cố gắng mà thắng cho chúng nó nhục. Cố lên em ơi, cố lên. Không được chạy à mấy bố ơi, khổ quá. Em một tí máu em phải chạy. Nào, cố lên, cố lên. Ông còn ăn ABG này. Đây này. Lôi TMP sao mà bắn, có ai cấm đâu. Khổ. Này, chạy ra mít thì sao này. Này, này, chạy về hồi sinh nhà nó ơi, chạy về hồi sinh nhà nó này. Đứng đây canh bình thường thôi. Nỏ mà dí vào người thì one hit cũng one kill đấy. Này, trước mặt này. Này, thì trước mặt này. Đấy, một phát là trừ 95 máu luôn này. Ok, và đấy là quan điểm về súng TMP của mình. Nói chung là cái đấy là cũng là cái quan điểm của rất nhiều, cũng là rất nhiều anh em trong cái thời buổi rank hiện giờ. Rank gì mà toàn TMP rồi hack neo rank. Đấy, mình đã bảo rồi. Đáng lẽ phải cho cái một cái server riêng dành cho TMP và hack đối đầu nhau. Đấy, cái đấy nó mới đúng này. Có những ai mà bảo mình không có TMP mà bắn ý, thì mình cũng nói thẳng là kho đồ có một khẩu TMP và có tầm 7-8 khẩu Thompson để kích đạn cho TMP. Nhưng mà mình không dùng, không dùng súng học chó. Thế cho nó nhanh. Còn bạn nào có TMP thì cứ dùng thoải mái đi. Đấy. Thắng thì không sao, mà thua súng thường thì hơi bị nhục ấy. Ok, không nói vấn đề này nữa. Giờ tập trung bắn thôi, cố gắng đất kèo nào. Cố lên nào, cố lên nào, cố lên nào. Nó vẫn ở trên cao mid nhà mình này, vẫn ở trên cao mid nhà mình này. Cái bố này không dám đẩy à? Team mình toàn người đen lẻ mà, bên kia đi theo team mà không dám đẩy à? Cầm TMP mà đẩy lên chứ, trời ơi. Cứ nôi TMP ra bắn, có ai cấm đâu, khổ quá. Thôi, em cứ thủ trên nhà thôi. Mình cứ thủ trên nhà thôi. Trên tay cầm cái nỏ này, hai viên là chết. Này, này, ra bắn luôn này. Ra bắn mày luôn này. À, có một số người, có một số người ấy bảo là trong cửa lan IHI cũng có những người cầm TMP. Thì đấy là việc của người ta mà. Mình đâu có quản lý cái cách cầm súng hay là quản lý súng của người ta đâu. Ai có thì cứ bắn, mình không cấm. Còn mình không bao giờ đi cả đồng đội mà chuẩn bị sẵn TMP. Nếu mà có đi cùng thì mình sẽ nhắc nhở người ta là đừng bắn TMP. Hoặc là ở bên nào, ở bên địch mà có TMP thì mình không thể cấm người ta không sử dụng được. Còn nếu mà địch mà không có TMP mà bên mình mà dùng TMP thì mình nếu mà không nhắc đời anh em ý thì mình sẽ out ra. Cũng có rất là nhiều trận là mình đã out ra rồi. Còn riêng với mình thì mình không bao giờ dùng, kể cả có bên địch mà có hay là không. Thua thì thôi, chả làm sao cả. Thua TMP chứ không phải thua trình độ đâu mà sợ. Thắng thua là chuyện quá thường ngày, quá là bình thường. Khổ. Mấy ông cứ lên bóc phốt bảo không gánh team được. Khổ quá. Em bắn cũng bình thường, bắn gà mà, chứ phải hay ho gì đâu. Cố lên, cố lên, cố gắng đất kèo này anh em ơi. Này có thằng này. Ui dồi, hai em này. Mày, ui dồi. Chết tiệt em ơi. Chạy đi đâu được, mày qua đồng đội mình giết rồi. Lâu lâu bởi vì không hay bắn lỏ mà, chỉ khi nào sử dụng lỏ gặp TMP thôi. Tao chém mới luôn. Tao chém mới luôn, à rút TMP rồi này. Rút TMP ra rồi, trừ 95 máu rồi. Trừ 95 HP rồi ấy, ăn một phát chém của mình rồi mà. Yếu rồi, yếu rồi. Nhà, ở nhà ấy. Yếu lắm rồi. Trừ 95 máu rồi mà. Cố lên, cố gắng đất kèo. Con này làm gì đây?
Đặt bom đi tình yêu ơi. Đặt bom đi đồng đội ơi. Đúng rồi, đúng rồi. Yếu rồi, yếu rồi, yếu lắm rồi. Còn có 5 HP nữa thôi. Đúng rồi, canh đây cũng được. Nhưng mà đặt bom hơi chín. Đặt bom nó sẽ phải dích sang. Từ đây có thể nhìn thấy bom ấy thì mới đúng. Đừng để nó phốt. Cứ đi nê súng rồi ông này ông chọc máy. Này, này, ức chưa, ức chưa. Rồi, hay lắm, ba đều rồi. Hay lắm anh ơi. Hay lắm anh em ơi, cố lên. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên anh em ơi. Cố lên nào. Vì dư phải thắng được, cố gắng phải thắng được trận này. Phải thắng được trận này cho nó hành tá tràng. Thua, thua thì chuyện rất là bình thường. Mà thắng thì, lại có clip hay. Này, này, mày này, mà đồng đội của anh này. Còn TMP này, TMP, TMP, TMP. Úi, úi, làm gì thế TMP ơi. Trời ơi. Cố lên nào. 5 với 3 đang có lợi thế về người rồi. Cố lên anh em ơi, cố lên. Xong hẻm mai đi. Bom đang lên hẻm mai kìa. Rồi, hay lắm. 5 với 2 rồi, cố lên anh em ơi, cố lên. Để đối đầu với cả nỏ thì chỉ có mỗi là lục đồ bò hoặc là cung thôi. Thế còn TMP nếu mà ai mà bắn nỏ giỏi thì TMP cũng phải xách dép cho nỏ hết. Mình thì mình bắn nỏ gà mà. Đấy, ăn may được phát nào thì ăn thôi. Cố lên, cố lên, cố lên. Bom đi. Giờ canh bom này. Rồi, chết đầu chưa? Hướng hồi sinh nhà nó này. Hướng hồi sinh nhà nó này, còn một thằng. Vào đây, come on baby, come on baby. Đổi sang dùng nỏ luôn cho nó nhanh. Bên kia chắc là cũng cầm đổi thành TMP rồi. Một ông TMP à? Một ông TMP thì bên này cũng một nỏ. Rồi, lên là chết. Năm xong mà lên được. Còn một ra đầu nữa thôi là thắng rồi. Cố lên. Full B đi, full B đi anh em ơi. Full B, full B, full B, full B. Full B, full B cho nó nhanh. Nãy có clip rồi anh em. Bố đây bố nào. Nãy bảo mình hỏng clip rồi. Xong bây giờ lại kêu có clip rồi anh em. Nay thì mấy bố kêu cất TMP ra để cho mình làm clip. Thế xong cuối cùng thua một cái. Đập kèo được một cái. Thế xong cuối cùng lại dở TMP ra bắn. Này chết đi cưng ơi. Tên là lật kèo. Không, mình sẽ bảo là đúng rồi, lật kèo TMP óc chó. Đấy, một cái tiêu đề clip cũng khá là đúng so với cả cái clip này. Đúng không? Lật kèo TMP óc chó chứ còn lật kèo bình thường quá thì lật kèo thành công thì quá bình thường. TMP vào này, TMP vào này. Vào đây TMP óc chó, vào đây. Come on baby. Vào. Vào đây, gặp nỏ thì chết hết nhá. Này, vào đây nào. Rồi, chết đi. Ok, mình cũng dừng clip ở đây thôi. Cuối cùng thì cũng lật được cái khẩu TMP óc chó rồi. Mọi người nhớ đăng ký theo dõi kênh để cập nhật thêm nhiều clip hay hơn nhá. Nhớ subscribe kênh nhá. Bye bye. Hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo.